Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft, công viên khủng long. Và hiện tại thì mình có tìm được thêm một cái chỗ ở một cái nhà khảo cổ học mới. Và gần đây nó còn có một cái hồ, cái nước đen đen này nữa nè. Thành thử ra là bây giờ mình sẽ delete về thật nhiều những cái hạt màu đen này và mang nó đi phân tích thôi. Hôm bữa thì mình cũng phân tích ra được một mớ hóa thạch màu nâu ấy chứ. Hôm nay phải gán kiếm thêm nhiều nhiều mới được. Để coi coi cái hồ lần này thì sẽ cho mình bao nhiêu cái hạt đen này đây. Ồ, chưa gì mà mình đã được hơn nửa stack rồi. Như vậy thì trung bình một cái hồ như vậy sẽ cho mình tầm 52 nha. Ồ, cái hồ này cho 52 hạt luôn. Wow, sạch trơn rồi. Còn cái nhà khảo cổ học trong này thì... Ủa, đâu rồi ta? Ủa, nãy mới thấy đây mà. À đây 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 đây, chạy qua đây rồi. Để coi người này sẽ bán cho mình cái gì nhá. Bán hóa thạch thường. Ừ, không tốt lắm. Ui, cái gì vậy Spino? Sơ hở cái là nhảy xuống nước đi tắm à. Thì cái tình luôn. Những loài khủng long khác khi mình cưỡi thì mình khá là ngán trong cái việc mà lội nước. Thế nhưng mà cưỡi Spino thì hoàn toàn khác nha. Kiểu như xuống nước là cái môi trường kiểu như là ẻm thích á. Thành thử ra mình có thể di chuyển rất là nhanh luôn nè. Quá là đã luôn ấy chứ. Ồ, bữa nay Spino mình bự quá, không đi vừa cái cổng này rồi. Oh no. Nhóc Spino bé nhỏ ngày nào của mình bây giờ đã trưởng thành rồi. Tuổi này chắc là tìm bạn đời là hợp lý rồi đó. Okay. Trở về sau cái chuyến đi này thì mình phân tích những cái hạt đen này để mình kiếm những cái ta fossil. Đây là thứ rất là quan trọng để mình có thể kiếm được những cái DNA mà kiểu như bị đóng băng ấy. Mà hiện tại thì ở đây thì chưa có nhờ. Hầu như là chưa có cái DNA bị đóng băng nào luôn á. Bên cạnh đó thì cái dàn máy up DNA của mình cũng đã được mình tận dụng tối đa để up những cái loài kiểu đang FA này. Đó, mỗi loài thì mình đều up thêm một cái DNA hết. Để một xíu nữa cho có đôi có cặp hết trơn luôn. Đó. Tuy nhiên thì có một vài loại thì mình vẫn chưa tìm được cái DNA để up ấy. Nên cũng hơi đáng tiếc một xíu. Theo như mình nhớ là chỉ còn mỗi thằng lần bay là chưa có kiếm thêm được DNA thôi á. Thôi gán nha. Đừng buồn nha. Anh tranh thủ anh gán đào hóa thạch rồi anh kiếm bạn đời cho. Trời đất ơi, tội nghiệp. Rồi, giờ thì mình sẽ vào cái nơi này để mình up vài cái trứng mới được. Trong đây thì có trứng của Ankylosaurus nè. Rồi trứng của Styracosaurus. Bachycephalosaurus. Đây. Cái đuốc đâu ta? Mình up gần gần cái đuốc đi. Rồi thêm Parasaurolophus nữa. Bốn trứng khủng long tương tự với bốn em khủng long đang ở trong cái khu vực này luôn. Dài, vậy là sắp tới là có đôi có cặp hết rồi nha. Và mình cũng sẽ đứng ở đây để canh chừng một xíu, để nhỡ biết đâu mình may mắn khi mà những cái trứng này nở ra rồi chịu thuần phục mình luôn á. Mình sẽ đỡ mất thời gian trong công đoạn thuần phục. Gì nổ đây? Ôi, 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 ôi. Nữa hả? Cái tên phá hoại này. Trời ơi, nó tìm tới nhà mình nó. Mẹ đất ơi. Thiệt cái tên. Thôi thôi thôi, chắc mình đi ngủ xong mình ra mình canh chừng cũng không. Chắc cũng vẫn kịp á. Chứ để thức đêm thức hôm rồi mấy cái thanh niên dân làng đột biến đó phá nhà mình nữa thì mệt. À, và có một tin khá là vui. Đó chính là cái trứng phượng hoàng mà hôm qua mình đặt xuống á. Bây giờ thì nó đã bước sang giai đoạn kiểu như sắp nở rồi. Nó ẩn cam rồi. Vậy bữa nay mà kiểu mình hên, nhiều khi mình còn ấp được cả trứng phượng hoàng nữa đấy. Quá đã luôn. A few moments later. Rồi, và trứng đầu tiên nở chính là trứng của Bachycephalosaurus. Coi coi, coi kìa, em háo hức chờ đợi bạn mới cơ. Để coi coi đây là giống đực hay là cái đây. Ô, oh, đây là một nhóc Bachycephalosaurus đực. Quá đã luôn, vậy là mình được một cặp, một đực một cái rồi. Tiếp theo là của Parasaurolophus. Để xem đực hay cái đây, đực hay cái đây. Cái đi. Cái đi. Rồi nở rồi nè. Ô, oh, đực tiếp. Trời ơi. Rồi luôn, vậy là mình có được một cặp đực gựa luôn. Rồi hai cái trứng này cũng chuẩn bị nở rồi. Rồi xong luôn. Nói chung thì khu vực này mình đã
xong cái việc kiểu như là cho các khủng long có đôi có cặp. Bây giờ thì mình sẽ tới một cái chỗ tiếp theo, đó chính là những cái hồ nuôi Tikta Alex cũng như là Diplocaulus. Đây, Tikta Alex cũng có bạn đời nha, không có FI đâu. Để coi coi, đây là giống được hai cái đây. Mình coi giới tính cái đã. Đây là Tikta Alex được. Còn bên đây là... Ôi trời, lại là một cặp đực gựa nữa. Sao kỳ vậy ta, mình không có mát tay rồi, mình toàn tạo ra một cặp đực gựa thôi. Lần này thì sao? Tích Diplocaulus được. Bên đây. Mới thấy. Đây mới là một cặp hoàn hảo nè, một đực một cái là ok nè. Sắp tới có khi lại sinh sản thêm thật là nhiều ở trong đây đấy. Kế tiếp là một nhóc khủng long rất là khó tính luôn. Ê kìa, nhìn mặt quạo chưa? Thôi nha, vui vẻ không quạo nha. Bữa nay cho gặp bạn mới nè. Đây, mình sẽ ấp cái trứng Therizinosaurus ở đây. Ui, tưởng đâu lại cắn mình nữa chứ. Nhóc này là cái đúng không? Hy vọng cái trứng này sẽ nở ra một nhóc khủng long đực đi. Hy vọng một đực một cái rồi tình cảm gắn kết với nhau rồi dễ tính hơn. Rồi giúp mình có thể thuần phục được thì tuyệt vời luôn á. Tương tự thì bên này mình cũng sẽ ấp thêm trứng của City Party nè. Cũng như là của Riosaurus. Đây, ấp một cặp luôn. Để mình đẩy gần gần lại cái đuốc cái đã. Kẹo trứng bị lạnh á. Ấy, nở ra đâu nè. Hết một cặp được gỡ rồi, bây giờ thì mình lại có một cặp Therizinosaurus cái rồi. Sao mình thiệt luôn, hiếm khi nào mà mình có đủ một cặp một đực cái nha. Xu ghê luôn. Còn bên đây thì City Party cũng sắp nở rồi nè. Hy vọng lần này thì sẽ là một đực một cái nha. Đây rồi. Ồ đúng rồi, một cặp City Party đực cái rồi nè. Ồ, hình như Riosaurus cũng vậy luôn. Yay, bên đây thì mình may mắn hơn rồi. Có cả đực và cái như vậy thì sẽ vui lắm. Ôi, ô đói hả? À, em bị đói mất máu. Ôi ơi, cái gì vậy? Ủa, sao City Party mới này hung dữ vậy? Wow, đi ăn hiếp Riosaurus kìa. Không được rồi, hung dữ quá. Không có thân thiện giống như là City Party cũ của mình. Không được, mình phải dạy dỗ mới được. Hư quá. Nghĩ sao đi ăn hiếp khủng long yếu hơn ạ. City Party ơi, hư hỏng quá nha. Thiệt luôn. Rồi làm Riosaurus sợ quá trời quá đất nè. Gì mà hung dữ quá vậy? Nhỏ đúng thân thiện luôn á mà cắn nhỏ quá trời. Tuy nhiên thì Riosaurus thì mình chưa có thuần phục được. Rồi, nào mình có dịp mình qua đây mình cho ăn cỏ các thứ để mình thuần phục sau cũng được. Và cuối cùng, đó chính là thằng lằn vỉa hè. Em cũng sẽ có bạn đời thôi. Đâu rồi, thằng lằn vỉa hè đâu rồi? Nấp à? À chắc mắc cỡ. Thằng lằn vỉa hè hình như là sống hướng nội hay sao á. Rồi, ấp cái trứng của thằng lằn cái coi. Qua đây đi. Chuẩn bị chào đón bạn mới nè. Không ra ở trong đây có một mình nè. Cũng thấy tội á. Để coi, được hay cái đây. Được đi. Lại là một cặp cái rồi. Rồi, như vậy thì sau cái buổi ghép đôi hôm nay thì chỉ có vài cặp đôi là kiểu như có đủ đực và cái thôi. Nhưng mà không sao, mình đã giúp các loài vật kiểu như có đôi có cặp thì chắc cũng sẽ đỡ cô đơn hơn rồi. Thế nhưng mà cái trứng Phượng Hoàng tới thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có nở ra nữa. Tính ra trứng Phượng Hoàng ấp khá là mất nhiều thời gian luôn á. Thôi chắc thì mình sẽ vừa chờ đợi và vừa làm thêm vài công việc khác đi. Nãy giờ thì cái chỗ hạt đen đã được mình phân tích hết rồi. Và để coi. Mình có gần một stack hóa thạch rồi nè. Như đây là chắc mình sẽ có rất là nhiều cơ hội kiếm được những cái DNA mới đây. Cho vào liền. Ngoài ra thì mình cũng sẽ kiểu như ấp thêm những cái DNA còn lại mà mình phân tích ra được này.
trong đó có cả một cái DNA của Spinosaurus nha. Vậy là bữa nay Spinosaurus cũng có thể có bạn đợi rồi. Đây đây, mình sẽ lấy những cái biogu liền rồi, cho DNA của Spino vô. Còn ở đây nó phân tích tới đâu rồi? Chưa gì là mình đã có được hai cái DNA mới rồi. Lần lượt là Forus Harkos cũng như là Kelenken. Wow. Tuy đây là hai loại khác nhau nhưng mà cái ngoại hình của cái DNA nhìn giống nhau ghê luôn. Để coi coi còn có được cái nào mới không. Ủa sao đá núi lửa không vậy? No, DNA đi. Thêm được một cái DNA của Dodo. Wow, được ba cái DNA mới rồi. Thế nhưng mà mình thấy cái tỷ lệ mà ra được DNA của cái loại hóa thạch này có vẻ khá là thấp. Đa số nó toàn ra bột xương thôi, với lại đá núi lửa. Ice. Xui rồi. Ê, thêm một cái DNA của loại gì nữa cơ? Titanis. Wow, được 4 DNA rồi. Và cuối cùng, bất ngờ thay, cuối cùng là nó cho mình thêm một cái DNA của cá mập Megalodon. Trời, cá mập sướng nha. Bữa nay lại có thêm bạn đời rồi. Được luôn, mình sẽ up thêm DNA của cá mập Megalodon nè. Rồi, còn những cái DNA mới này thì mình sẽ tạm thời cất vô đây. Bây giờ thì trở lại với cái nhiệm vụ chính của mình trong ngày hôm nay. Đó chính là làm cho cá mập Megalodon có một cái nơi ở đàng hoàng. Vì bây giờ kích thước các bạn cũng thấy rồi đấy. Chỉ sau một ngày... cái gì đây? Oh no. Mình đã thất bại trong việc... trong việc up DNA của Spino rồi. Nice. Khó quá đi. Mình sẽ thay thế lại mới được. Up lại. Ui, tạo khác. Mình sẽ đem con này xuống cho cá mập ăn. Cá mập cũng khoái ăn lắm á. Đi xuống dưới. Đi xuống dưới cho cá mập ăn luôn. Ăn đi cá mập. Xử nó cá mập. Cá mập chê à? Bữa nay cá mập chê có con này rồi. Ok, cá mập chê thôi, để mình xử nó luôn. Thôi bây giờ thì chắc mình sẽ bắt tay vào việc lấy nguyên vật liệu rồi sau đó đi tới nơi thi công thôi. Và cái nơi ở của Megalodon thì mình đã tìm ra rồi. Đó là một khu vực cũng tương đối là gần nhà mình đó. Mà trước khi đi thì để mình làm thêm một cái cây xây dựng cái đó. Cái gậy xây dựng nhanh. Đây, có cây này mình xây nó sẽ tiện hơn. Và cái chỗ mình nói đó chính là cái hồ cạnh ngôi làng nè. Mình thấy gần đây chỉ có đúng cái chỗ này là có một cái hồ nước tương đối là rộng để mình có thể làm nơi ở cho Megalodon. Với cả là gần ngôi làng thì sẽ nhộn nhịp hơn. Thế nhưng mà mình phải đảm bảo là xây một khu vực đủ an toàn, tránh trường hợp những bác nhân làng đi lạc vô đây rồi làm mồi cho cá mập nữa thì không ổn tí nào. Công việc đầu tiên của mình là xác định cái diện tích để nuôi Megalodon trước cái đã. Mình sẽ bắt đầu xây từ chỗ nào vậy ta? Từ đây đi. Mình sẽ có khoảng cách giữa nhà của dân làng với cả là cái nơi ở của cá mập luôn. Sau đấy thì mình sẽ xây ngang qua bên kia. Nó sẽ tầm tới đây. Mình sẽ cho ở đây thêm một cây cột nữa. Và cuối cùng là cây cột ở vị trí này. Rồi, mình đã xác định được vị trí của 4 cây cột rồi. Công việc tiếp theo là mình sẽ nối những cây cột này lại với nhau bằng chính cái lõi đá này luôn. Mình thấy ngôi làng á có những cái lối đi được đặt sẵn nè. Hay là bây giờ mình sẽ tận dụng nó luôn để mình biến thành cái cổng vào nơi ở của Megalodon nhờ. Một ý kiến hay. Rồi mình sẽ ướm thử coi. Mình sẽ làm một cái cổng ngay đây luôn. Vẫn là kích thước mình yêu thích là 3x3. Để coi coi có đẹp hay không nha. Ê, nó lại bị hợp lý luôn á. Đây có đường đi sẵn luôn rồi. Hay ta. Tương tự thì bên này mình cũng sẽ làm một cái đường đi luôn đi. Chà. Được thế nha. Rồi luôn, vậy là chúng ta đã có cái lối vào cái chỗ nuôi Megalodon rồi. Tuy nhiên thì cái này nó mình sẽ ốp kính kể cả ở dưới nước. Thành thử ra là mình sẽ đi thêm một cái đường viền nhỏ. Nó ở mặt dưới của hồ, giống như vậy. Đấy, để tạo sự liền mạch cho cái chỗ nuôi cá mập của mình. Sau khi đã có được cái đường viền cả trên và cả dưới, bây giờ mình sẽ tới công đoạn
khá là quan trọng, đó chính là gắn thủy tinh vào. Vì đây là vật liệu có thể nói là giúp mình có thể ngắm được cá mập ngay từ ở bên ngoài luôn. Và mình vẫn sử dụng cái loại kính được đục giống như vậy để tạo cái sự trong suốt nhất định, và cũng khá là đẹp nữa. Rồi, ốp xong lớp biển dưới là thấy dễ xây hơn rồi đó. Giờ thì chỉ cần dùng cái gậy xây dựng của mình và xây lên cho nó nhanh thôi. Ui ui ui, từ từ. Giờ xây một ly là đi một đống thủy tinh á, không có đùa đâu. Cẩn thận mới được. Trời, đang xây mà mấy con xương này bắn nguy hiểm ghê á. Ui da, hết thủy tinh rồi. Rồi, mình lấy theo đúng nhiều thủy tinh luôn mà vẫn không đủ này. Giờ thì mình sẽ về nhà để nung thêm một ít thủy tinh để gắn nốt cái phần còn lại, cũng như là làm thêm một ít cái hàng rào sắt để mình có thể gắn ở cái lớp viền ở phía trên đây nè. Như vậy thì trong cái chỗ nuôi cá mập Megalodon sẽ rất là kiên cố luôn đó. Và công đoạn cuối cùng cho cái khu vực ở cổ Megalodon đấy chính là gắn cửa vào. Bữa nay thì có một chút khác biệt là mình sẽ dùng cái cửa mới. Tuy nhiên thì cái cửa này thì nó chỉ có kích thước là 3x2 thôi. Thành thử ra là mình phải dời cái này xuống một ô rồi. Đấy, giờ thì đã đẹp hơn rồi nè. Rất gì và này nọ nhá. Xong. Giờ thì về nhà và ẩm Megalodon đem qua đây ở thôi. Mình nghĩ là Megalodon sẽ khá là thích nơi này đây. Nãy giờ đúng lâu luôn, nhưng mà cái trứng vương hoàng trong nhà mình vẫn chưa có nở nè. Không biết bữa nay có nở kịp không nữa ta. Thôi gán đợi thêm xíu nữa đi. Còn bây giờ thì dẫn cá mập Megalodon tới nơi ở mới nè. Cái chỗ DNA của cá mập cũng đã được up thành công rồi. Bây giờ mình sẽ vừa ẵm cá mập và vừa mang theo cái trứng cá mập để mang qua nơi ở mới luôn nha. Nhưng mà hiện tại thì mình chưa có thuần phục được cá mập Megalodon nè. Thành thử ra là một xíu nữa mình phải gán đi đào hóa thạch. Mong là nhân phẩm mình sẽ cao cao rồi tìm được cái Scarab Gem này để nâng cấp và chế tạo thành cái loại xịn hơn, và có thể thuần phục được Megalodon ha. Kế hoạch của mình trong ngày hôm nay đó. Tiếp theo thì chắc mình sẽ cho thêm một nhóc Megalodon ra nữa. Ui, hung dữ vậy. Ai, Trời, còn nhỏ mà láo chưa. Ui da. Trời, cắn bể cái áo giáp mình luôn rồi. Hung dữ vậy. Thấy ghét chưa. Rõ ràng mình cho ăn đàng hoàng mà vậy đó. Rồi mình sẽ đánh dấu cái nhóc này nè. Nhóc này là nhỏ tuổi hơn Megalodon bên đây. Bên đây thì người ta ngoan chưa. Người ta chưa có cắn mình. Và có vẻ là hai nhóc Megalodon này sống cũng khá là hòa thuận với nhau nè. Tuy nhiên thì tính tình mỗi nhóc mỗi khác, nên là cũng không trách được. Rồi, và mình sẽ đảm bảo là cho ăn đầy đủ, kẻo lại tức giận các thứ rồi cắn mình như hồi nãy nữa thì mệt. Nhưng mà cái nơi ở của cá mập Megalodon thì mình thấy nó còn khá là đơn sơ ấy nhờ. Không biết là có cái loại cây thời tiền sử nào mà trồng được dưới nước không nữa. Để mình mang qua đây mình trồng rồi cho thêm vài cái món trang trí như là rạn san hô các thứ vào thì chắc sẽ đẹp hơn ấy. Trước mắt thì nơi ở của Megalodon chỉ đơn giản là như vậy đây. Sắp tới mình có đồ trang trí thì mình sẽ qua đây và trang trí cho nơi ở của cá mập sau. Còn bây giờ thì mình sẽ về nhà để lấy cái trứng của Spinosaurus. Không biết là mình sẽ có được Spinosaurus đực hay cái đây. Hồi hộp quá. Hy vọng là một đực đi nhờ. Tại vì mình đã có Spinosaurus cái rồi. Nếu mà mình có thêm đực nữa thì sắp tới mình có thể nhân giống lên rất là nhiều đấy. Lúc đầu mình làm cái hồ này tưởng chừng là vừa với Spinosaurus, nhưng mà càng về sau thì mình thấy nó kiểu hơi bé nhờ. Chắc mình phải ngâm cứu rồi mình đào cái hồ này nó rộng hơn một tí. Sắp tới ở đây còn chào đón thêm một nhóc Spino khác nữa mà. Căng rồi. Và có vẻ em đang khá là hứng thú để chào đón thành viên mới trong cái nơi ở này nè. Giờ mà có thêm một nhóc đực nữa thì thôi luôn, vui nhà vui cửa luôn nha. Để coi đực hay cái đây. Hồi hộp quá. Và trứng này sẽ nở ra. Đực hay cái đây. Đực đi. Ui trời, chưa gì là đi săn rồi kìa. Wow, ghê chưa. Đực. Yes. Tuyệt vời.
mình có được một nhóc Spino sao rất được. Rồi luôn, khoái khoái nha, mai mốt là có bạn đời rồi nha. Thích chưa? Quá đã luôn. Và mình sẽ cho ăn thêm mới được. Có đói không? Có vẻ cũng hơi đói đói nè. Rồi đó, máy cho ăn thì vẫn còn nhiều thức ăn lắm, nên là đói thì cứ qua đây mà ăn nha. Và nói chung công việc tìm kiếm bạn đời cho các loài khủng long của mình đã hoàn thành rồi. Bây giờ thì mình sẽ trở lại với cái công việc hàng ngày của mình là một cái nhà khảo cổ học và đi tìm những cái mẫu hóa thạch mới thôi. Tuy nhiên thì trước khi đi mình sẽ chế tạo lại một cái áo giáp xương khủng long mới được. Hồi nãy cá mập Megalodon đã cắn bể cái giáp của mình rồi. Khá là xu luôn. Không biết là mình còn có đủ xương để làm ra cái áo giáp không nè. Ồ, hình như vẫn đủ. May thế. Đây, ấn công thức. Rồi, có luôn cái áo giáp xương khủng long mới. Mình sẽ đem đi cường hóa một tẹo cái đã. Bảo vệ khỏi lửa không tốt lắm. Đây, bảo vệ 4 nè, giờ mới tốt nè. Nữa lại có dòng gai. Cay thế nhờ. Lần nào mình cường hóa cái áo nó cũng ra dòng gai hết. Ghét ghê luôn. Rồi và mình cũng sẽ sửa lại những cái món đồ trước đã bị hư nè. Cho nó full đồ bền lại. Rồi. Giờ thì set giáp của mình đã full đồ bền và an tâm mặc hơn rồi. Trước khi đi thì mình nghía qua cái trứng phượng hoàng coi. Vẫn chưa có dấu hiệu nở nha. Lâu lắm rồi đấy. Mình nghịch nghịch cái coi. Mình đụng vô, nhiều khi đụng vô cái phượng hoàng lại nở ra á. Nở đi. Đánh trống nè. Nở đi. Ồ, có vẻ không nở rồi. Ok, vậy thì thôi, mình lên đường trước rồi tính sao. Bữa nay thì mình sẽ có một cái chuyến đi khảo cổ ở cái hướng nào bây giờ nhờ. Mình đã đi khá là nhiều về hướng bên đây rồi. Nên hôm nay mình đổi gió đi, mình sẽ đi về hướng mặt trời mọc nè. Biết đâu lại may mắn á. Và mình sẽ dẫn theo cả Spinosaurus nữa. Nhưng mà để tiện hơn cho cái việc dẫn đi thì mình sẽ làm một cái vòng để bắt Spinosaurus vào bên trong cho nó tiện. Cái vòng này thì công thức cũng khá là rẻ thôi. Mình sẽ cần những cái hạt vàng kết hợp với một ít sợi chỉ. Và mỗi lần chế tạo như vậy thì mình sẽ tốn cỡ 8 kinh nghiệm. Ok. Cũng được đấy. Một cái giá không có quá mắc. Nhưng mà đánh đổi lại thì mình có thể dắt khủng long đi theo một cách rất là dễ dàng luôn. Đây, mình chỉ cần lại gần khủng long và bắt khủng long vào trong thôi. Tuy nhiên thì mình phải giữ cái vòng này thật là kỹ nha. Nếu mà mất cái vòng này là mình mất luôn khủng long đấy. À, mà đi được một đoạn cái mình chợt nhớ ra là mình có cái dòng cường hóa có tên là tự động nung. Mà từ đầu tới giờ mình chưa có ép vào bất kỳ cây cúp nào của mình hết. Nên là bây giờ mình sẽ thử ép vào cây cúp gia tài của mình xem. Nhiều khi có thêm gia tài có nó lại nung ra được nhiều khoáng sản hơn á. Thử mới biết được. Đây thử nhá. Nó không ép vô được à. À như vậy thì có gia tài thì nó không ép được cái dòng tự động nung nha. Hiểu vấn đề luôn. Rồi. Vậy mình phải bắt buộc ép vào cây cúp 500 của mình thôi. Còn bây giờ thì lên được. Mà ví dụ nha, bữa nay mình đi mà mình may mắn mình gặp được một cái vùng biển á, thì mình cũng sẽ thử ra biển và khám phá thử xem coi ngoài biển thì có thêm cái loài sinh vật cổ đại nào mà kiểu như còn sót lại hay không. Nếu mà mình gặp được thì mình cũng sẽ bắt về thôi, giống như là cái sấu hỏa tiễn lần trước vậy đó. Này, mình tới một cái núi quá trời hóa thạch nè. Tranh thủ đi xuống đào ít coi. Ra được một cái mẫu xương khủng long. À, xương của voi chứ không phải là khủng long nữa. Và chỗ này thì nó gần một cái cánh rừng gỗ sồi sẫm. Lần trước trong cái quyển sách nói về những cái loài quái thú á, thì mình thấy có một cái loài nó sống ở cái vùng rừng gỗ sồi sẫm này hay sao vậy? Nếu mình nhớ không lầm. À, chính xác. Có cái con Vessel này nè. Nó còn rơi ra cho mình mấy cái món đồ bên đây nè. Để tối một xíu mình qua đó mình kiểm tra coi. Còn có con Necros nữa. Nhiều con xuất hiện ở vùng này lắm nha. Được. Một công đôi chuyện luôn. Ban ngày thì đào hóa thạch, ban đêm thì vô cánh rừng khám phá. Mình cũng gần hết than rồi. Để mình đào thêm một ít than mang về luôn. Hôm bữa kiểu mình hên lắm luôn ấy, mình mới đào được một cái Scarab Gem. Tới thời điểm hiện tại thì mình chưa có bất kỳ cái Scarab Gem thứ hai nào luôn.
Đúng là khó thiệt chứ. Mặc dù mình đã có cái dòng chuyên để đi đào được những món đồ hiếm đó rồi đấy. Ồ, sao đây nó lại có quyển sách vậy? Ủa? Ủa sao tự nhiên có quyển sách sắc bén đào ở dưới mặt đất vậy? Lậm luôn. Mình đào từ trên núi cho tới dưới núi luôn mà vẫn chưa có được cái Scarab Gem nào hết. Hiếm quá đi. Đây, tiếp trong đây nữa nè. Ồ, nó còn có hóa thạch gì nữa đây? À, đây là hóa thạch đặc biệt. Tuy nhiên thì cái hóa thạch này hiện tại thì mình chỉ có thể làm những cái block với lại những cái đồng xu này thôi. Mà gần như thì nó chỉ có công dụng là để trang trí ấy. Hy vọng những các bạn cập nhật sau thì nó sẽ sớm hoàn thiện những cái DNA và những cái block mới này. Ồ, và trời cũng đã tối rồi. Mình nghĩ là mình nên tạm ngừng cái công việc đào hóa thạch của mình lại và tập trung chuyên môn đi vào cái cánh rừng này để khám phá một tí. Ồ, vườn. Phải con đó không vậy? Ồ, mới vào cánh rừng thôi mình đã gặp. Giống như cướp dân làng lắm. À, còn bắn mình nữa. Này thì láo tét. Này thì ha. Illicher, đây là Illicher. Hình như người đó sống trong cái căn nhà này sao nè. Ờ, chính xác rồi. Để vô coi coi có gì không. À, có thịt bò. Có táo nữa. Ok, mình mang về cho khủng long ăn cũng được. Đi sâu hơn vào cánh rừng coi. Ở đây có nhà của người khảo cổ học. Ôi. Cái gì? Trời. Cái tên này bữa nay còn bày đặt đi tìm hóa thạch à? Wow. Nghe hot hay sao á? Từ cái tên Illicher mà bây giờ cũng chuyển sang đi tìm hóa thạch luôn mà. À, gần đây nó còn có cái chỗ nước đang thui thù lùi nè. Mình sẽ tranh thủ mình ghé qua đây mình lấy một ít cái hạt đen mang về mới được. Cũng được mớ nha, cỡ 44 cái hạt đen rồi. Yeah. Rồi tiếp tục đi thôi. Theo như cuốn sách ghi thì ở trong đây nó sẽ xuất hiện những... Ui. Con Ripper, đúng không? Theo như cuốn sách thì trong cánh rừng này sẽ xuất hiện những cái tên... Pháp sư các thứ đồ, nhưng mà hiện tại mình chưa thấy tên nào hết. Mà phía đằng xa mình thấy có một đàn chó sói. Nhìn có vẻ rất là nguy hiểm luôn. Ui, coi mắt nó đỏ lòm kìa. Này thì dám nhìn đẻo mình hả? Spino, ra cho nó biết điều Spino. Lụm cục kẹo nó. À vậy, chưa. Ồ thôi xong rồi, Spino mình ngủ rồi. Ồ ví dụ mình bị đánh trong màn đêm thì Spino có giúp mình không ta? Mình thử mới được. Có, Spino đã thức dậy rồi. Đúng rồi, lụm cục kẹo nó. Dám cắn mình hả? Này thì dám cắn mình. Quốc nó em, đúng rồi. Quá dữ luôn. Đang ngủ mà mình chỉ cần bị đánh thôi là sẽ thức dậy để hỗ trợ mình lên. Cộng 1 tinh thần đồng đội nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ coi những cái da của con chó sói đó. Mình có thể làm được áo choàng. Wow. Áo choàng da chó sói nè. Mình cần cỡ 6 cái da lận. Vậy là phải đi săn mấy con đó rồi. Đây, ở đây còn mấy cái da nữa nè. 5 cái. Thêm một da nữa thôi. Đi tìm nó mới được. Ui, ở đây có nguyên đàn luôn nè. Phải con đâu nãy vậy? Vô từ. Không, con này hiền. Không phải con chó sói hồi nãy rồi. Ủa, mà bây giờ mình nhìn kỹ mới thấy cái này có một cái công trình gì nè. À, nhà của phù thủy hả? Mới thấy phù thủy lọt từ trên lọt xuống nè. Trời ơi, làm nhà kiểu gì mà bị lọt xuống vậy? Đã vậy còn có đồ nữa chứ. Vàng bạc không cất cho kỹ vô gì trơn. Vàng bạc là ta phải bỏ vô ba lô các thứ kẻo mất. Phù thủy này giữ đồ không kỹ gì trơn nè. Ok. Bây giờ mình sẽ cưỡi Spino đi qua cái nhánh rừng gỗ sòi sẫm kế bên mới được. Để coi bên đây mình có gặp lại những con chó sói hồi nãy không. Ui. Chó sói chưa gặp, nhưng mà mình gặp cái con này hình như là trong quyển sách ghi nè. Có không vậy? Ủa không thấy ta. À đây, nó đây. Nó có tên là Hồng Ma. Ồ này thì Hồng Ma. Mình sẽ farm Hồng Ma mới được. Ui nó bay vô lòng đất rồi.
Này thì hù hả? Hù ma hả? Hù ma. Chơi mà chơi hù. Hồn ma không có rơi ra đồ cho mình. A few moments later. Ngoài ra thì trong cánh rừng này mình cũng không gặp thêm cái loài quái vật nào khác hay là tên pháp sư nào giống như trong quyển sách này nó ghi hết. Ồ, sách này bịp hay sao rồi? Ok, không sao đâu. Chắc nó rén mình rồi chứ vậy. Úp. Mình được một cái ngón tay của thằng lằn bay. Ấy, tốt nha. Một xíu về mình sẽ thử phân tích cái ngón tay này ra mới được. Biết đâu mình hên mình lại có được cái DNA của thằng lằn bay thì sao? Em còn một mình ấy, tội nghiệp lắm. Hợp lý nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ xuống cái hang này để mình đào thêm một tẹo trước khi mình trở về nhà thôi. Trời, dưới hang mà cũng có hồn ma nữa nè. Này thì có hồn ma. Ôi, cái hồn ma nó làm gì mình cơ? Oh. Mình bị hiệu ứng processes. Wow, cái hiệu ứng này giống như nó làm mình bị điên đảo hay sao á. Mình không thể tự điều khiển được bản thân luôn nữa. Quay. Nguy hiểm chưa? Trời, cái con hồn ma đó tuy nó đánh không có đau nhưng mà hiệu ứng nó đánh thì rất là nguy hiểm nha. Ý. Yes. Mình đã có được một cái Scarab Gem đầu tiên trong cái chuyến khảo cổ học ngày hôm nay. Ta nói nó đã nha. May thế, mình kiên trì mình đi thêm một đoạn nữa, không thôi là không có cơ hội nhặt được nó rồi. Bây giờ còn có thêm cái gì đây? Cái kiếm à? Hình như là một cái kiếm cổ xưa thì phải. Chính xác luôn, mang về. Công việc đầu tiên của mình sau khi trở về nhà là phân tích cái ngón tay của thằng lằn bay thôi. Đâu, hồi nãy mình có cái đài. Phân tích liền. Cái ngón tay này nó sẽ có cái tỷ lệ cao lắm, tầm 5%. 5% là nhiều hơn rồi đó. Nhiều hơn so với bình thường để mình có được DNA. Nhưng mà nó vẫn không ra rồi. Xui vậy ta. Thôi, và mình vẫn còn nhiều hóa thạch bình thường lắm, nên là mình cũng sẽ thử nhân phẩm mới được. Để coi mình có phân tích ra được cái DNA của thằng lằn bay thêm một lần nữa hay không. Ngoài ra thì những cái hạt đen thì mình cũng sẽ cho vô đây để một xíu nó phân tích luôn. Mình muốn kiếm thêm những cái hóa thạch màu nâu nâu mới được. Úi. Ê, có luôn nè. Yes. Mình đã có lại được cái DNA của thằng lằn bay rồi. Nhân phẩm cao thiệt sự. Vợ thì đi lấy cái hết biogo luôn rồi hả? Ây da, căng ngạc. Mình chỉ cần lấy một vài món đồ thôi là có thể chế tạo lại biogo rồi. Mình cần sữa. Rồi ấn công thức. Mình làm 4 lần như vậy là có được cỡ 16 cái biogo rồi. Dùng được hơi bị lâu á nha. Giờ thì up DNA của thằng lằn bay thôi. Để coi nãy giờ còn thêm được cái DNA nào mới hay không. Có thêm DNA của Diplophosaurus này. 2 cái luôn. Có DNA của cái sấu hỏa tiễn nữa nè. Lại thêm DNA của Spinosaurus. Còn DNA của khủng long bạo chúa các thứ nữa nè. Coelacanth nữa. Wow, hết rồi. Như vậy thì nãy giờ mình phân tích cũng được một mớ DNA nha. Rhiosaurus là bị trùng rồi nè. Ankylosaurus cũng trùng luôn. Như vậy thì có được một cái loại DNA mới à. Nãy giờ thì mình cũng có thêm được một ít cái hóa thạch nâu nè. Mình sẽ đưa vô đây để cho nó phân tích luôn. Còn trong lúc này thì mình sẽ lên trên mình coi cái trứng phượng hoàng của mình up tới đâu rồi. Vẫn chưa nở. Sao lâu nở vậy ta? Có DNA mới cả. Yay! Mình có DNA của hươu sừng tấm rồi. Đã vậy. Như vậy thì bữa nay có thể nói là một ngày rất là may mắn của mình luôn á. Mình có hơi bị nhiều những cái DNA mới nha. Yeah. Như vậy sắp tới kế hoạch hồi sinh loài nai cực đẹp này của mình có thể làm được rồi. Nhưng mà bên cạnh đó thì Triceratops mình vẫn chưa có tìm được DNA nè. Kỳ ta, loài khủng long này cũng đẹp lắm mà mình vẫn chưa có tìm được cái DNA.
đâu mình sẽ thử lên trên coi có cái bộ phận nào của Triceratops mà mình có được không. Mình chẳng có cái bộ phận nào của Triceratops hết. Khó rồi. Chắc phải đợi một dịp khác để mình có thể kiểu như kiếm DNA của Triceratops thôi. Còn bây giờ thì trứng của thằng lằn bay cũng đã được up xong rồi. Hôm bữa thì mình đã có được thằng lằn bay giống cái rồi. Hy vọng là lần này mình sẽ up ra một nhóc khác và giống đực nha. Rồi rồi rồi, thời khắc quyết định nè. Liệu rằng mình sẽ sở hữu được thằng lằn bay giới tính gì đây? Hồi hộp quá. Và boom. Ồ, đây là thằng lằn bay được. Yes. Thành công rồi. Mình sở hữu một nhóc thằng lằn bay được nha. Để bây giờ mình vô mình lấy cái thuốc tăng trưởng mình cho thằng lằn bay ăn luôn. Vì thằng lằn bay là một trong những loài có thể dùng được thuốc tăng trưởng đấy. Đâu rồi ta? Em bay đi đâu rồi? À đây, em đây. Rồi, ăn cho mau lớn nha. Đây. Các bạn coi cái phần đỉnh đầu kìa. Đó. Thằng lằn bay giống đực thì cái phần đỉnh đầu nó sẽ có cái này gọi là cái ta, cái sừng nó dài hơn. Mình cần phải lấy thức ăn khoái khẩu của thằng lằn bay ra để dụ mới được. Chỉ còn cách này thôi. Rồi rồi, cho ăn vài con cá cái là khoái khoái liền. À xong phết, giờ thì đã thuần phục xong rồi, nên là cũng an toàn hơn để có thể dắt vào cái lồng kính này. Yes. Giờ thì thằng lằn bay đã có đôi có cặp rồi. Ồ, và xét về kích thước thì giống đực thì cũng có phần vượt trội hơn giống cái nha. Để coi mình có thể cưỡi được không. À có vẻ là mình không cưỡi được. Nhưng mà không sao, cho ẻm có đôi có cặp nhìn cũng đỡ cô đơn hơn rồi đó. Ok. Khi mà cá mập Megalodon đủ 5 tuổi thì mình sẽ thử kiểu như chiến đấu và thuần phục xem như thế nào. Vì bây giờ mình đã có được một cái Scarab Gem trong chuyến đi đào hóa thạch vừa rồi. Sẽ sớm thôi mình sẽ thuần phục được cái loài cá mập hung tợn này. Ngoài ra thì trong ngày hôm nay mình cũng đã giúp cho khá là nhiều loài khủng long cũng như là những loài thời tiền sử có đôi có cặp với nhau. Ở sắp tới thì chỉ cần mấy cái loài này lớn lên là có thể kiểu như là kết đôi với nhau rồi sau đó sinh sản ra những lứa tiếp theo á nha. Nghĩ tới thôi là thấy khá là hấp dẫn rồi. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp trong cái hành trình xây dựng công viên khủng long thời tiền sử của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.